Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi ăn Red Lobster nhé. Red Lobster hầu như trên nước Mỹ chỗ nào cũng có cả mọi người. Nhưng mà điều đặc biệt nhất trong Red Lobster là khi mọi người ăn lobster thì không có đầu và không có càng nha, chỉ có cái mình thôi nha mọi người. Đó là phong cách ăn đặc biệt của người Mỹ, họ không ăn đầu và càng, họ bỏ đi. Và đây là cái menu uống của họ thì có menu uống 5 đồng, 7 đồng. Và trong Red Lobster khi mà chúng ta ngồi xuống thì họ sẽ cho chúng ta ăn cái bánh này trước. Và sau đó thì đồ ăn chính của chúng ta cuối cùng cũng ra. Và mình order một phần tôm hùm steak và nó đi kèm bông cải và một phần mì mọi người. Đây là món của mình và món kia là món của bà xã mình. Món của mình thì gồm mì và tôm và đi kèm là cái khoai tây nghiền. Và bây giờ mình bỏ tương ớt vô, bỏ tiêu vô, tiêu nhiều thiệt nhiều vô ăn mới ngon mọi người ơi. Cái đó là phong cách của châu Á mình. Nhưng mà riêng người Mỹ thì họ không ăn tiêu nhiều như vậy nha. Ok, bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức nha. Ôi, mì nó béo béo, nó ngậy ngậy và thêm cái vị cay của tương ớt, chua chua của tương ớt nữa mọi người. Và thêm vị cay của tiêu và thơm của tiêu, cực kỳ đã. Và ăn vào một miếng, nói chung là quá đã mọi người.